Đứng lại! Đừng chạy! Đứng lại cho tôi! Tất tiên sinh, vinh hạnh, vinh hạnh. Ngài cũng tới thưởng quà sao? Phải. Ngài coi bức quà này có đáng tiền không? Giang sơn Đinh Châu đồ thời kỳ Nam Tống, nét bút chi tiết, ý cảnh như mộng như ảo, không gian giá trị chắc chắn còn nhiều phải ra tay. Tốt quá rồi, bức quà này tôi lấy. Tất tiên sinh, không đón tiếp từ xa, thật xin lỗi. Không sao. Bức quà này cho giá đi. Bức quà này, tất tiên sinh, bức quà này là đồ của ông chủ chúng tôi, đặc biệt dặn dò chỉ trưng bày không bán. Vậy sao? Vậy thật là đáng tiếc. Cả triển lãm tôi chỉ nhìn trúng bức này. Nếu không bán thì thôi vậy. Thế này, ngài đợi chúng tôi gọi điện cho ông chủ coi sao. Ngài đợi chút. Tất tiên sinh đó là ai vậy? Tất tiên sinh cậu không biết hả? Ông ta là nhà giám định tác phẩm nghệ thuật nức tiếng khắp Thượng Hải này đó. Nhà sưu tầm lớn, chỉ cần tùy ý hỏi ông ta một câu, bức tranh đó lập tức sẽ tăng giá gấp mấy lần. Đừng đi, không được đi. Làm hỏng đồ còn chưa đền tiền. Đền tiền. Tất tiên sinh, ông chủ chúng tôi nói rồi, chỉ cần là tranh tất tiên sinh nhìn trúng, ông chủ đồng ý hy sinh bản thân. Chỉ cần ngài đồng ý nể mặt dùng một bữa. Không, nếu như vậy thì tôi không dành với người khác nữa. Dùng bữa cũng khỏi đi. Cái này... Làm sao ăn nói với ông chủ đây? Tất cả đứng im. Cướp đây. Đi hết rồi hả? Lão đây là cướp đó. Quỳ xuống, tất cả quỳ xuống. Thành thật chút, nghe thấy không? Quỳ xuống, mau quỳ xuống. Túi của tôi. Đi vào. Khó thở quá đi mất. Mang hết cả tiền tài châu báu giao ra đây. Mau, 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 mấy người này. Đại ca, tranh tôi cho đại ca hết. Mấy tờ giấy rách này lão không cần, lão cần tiền cần châu báu. Tiền của tôi vừa bị giật rồi, cả rương tiền, cả rương đó. Mau, mang ra đây. Mang ra. Tiếng gì vậy? Lão đại, hình như là tiếng chuông báo cảnh sát. Đại ca, chúng ta mau chạy thôi. Chạy. Không được cử động, không được cử động. Không được cử động, cảnh sát. Không được cử động, bắt người. Không được loạn, không được loạn. Đứng lại. Đứng lại. Em đi bên kia.
Chạy đi. Ngươi chạy giỏi lắm mà. Chạy nữa đi. Đây là tên trộm thứ 100 chúng ta bắt được rồi. Chúng ta có phải nên... Nên cái gì? Nên thành thân rồi không? Còn xấu hổ nữa. Đừng giỡn. Anh nói chuyện nghiêm túc với em đó. Vậy ngày mai chúng ta đi chọn nghề đẹp. Thiệt hả? Các người có thể mau đưa ta tới cục cảnh sát không? Đi thôi. Vào đi. Lại là các cậu. Các cậu không phải là đang nghỉ phép sao? Tuy chúng tôi là cảnh sát ngoài biên chế, nhưng tinh thần chính nghĩa ai cũng có trách nhiệm mà. Bốn người. Bọn chúng làm gì vậy? Cướp phòng tranh. Cướp tranh. Cướp tiền. Tới triển lãm để cướp tiền. Không phải cướp tranh. Bọn chúng nói đi coi tranh toàn người có tiền, không hứng thú với tranh. Tuy nhiên, triển lãm đúng là mất một bức tranh quý giá. Tôi đây đang tra khảo đó. Bọn chúng miệng rất kín, không nói gì hết. Có cần chúng tôi giúp ông lấy khẩu cung không? Các cô lại tới chia tiền thưởng hả? Tất nhiên rồi. Vào đi. Đứng dậy cho tôi. Làm gì? Tôi đếm tới ba. Một. Ngồi cho vững. Hai. Có biết cái này dùng làm gì không? Những mũi kim này để đâm vào những huyệt vị khiến người ta cảm thấy đau đớn nhất, sẽ khiến người đau không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, còn không để lại vết tích gì. Bà nội, cô muốn biết cái gì? Tôi nói cho cô biết. Ngoan. Có điều, nhân trâm này vẫn phải đâm. Nếu như ngươi chịu hợp tác, ngoan ngoãn kêu la thảm thiết, tôi sẽ không đâm thiệt đâu. Nếu như không... Dạ dạ. Đau. Đau, đau. Đau, đau. Đau quá. Tôi khai hết. Có người cho chúng tôi tiền, kêu chúng tôi đúng giờ đó vào cướp. Là ai đã chỉ đạo các người? Tôi thực sự không biết. Người đó rất thần bí, chưa để lộ mặt.
Đi. Đừng quên viết tên chúng tôi đó. Cục trưởng, Diệp Thái Vi và Đàm Hổ này sắp bắt hết tội phạm của khu chúng ta rồi. Phải đó, bọn họ bây giờ đến chuyện của tổ giao thông chúng tôi cũng muốn quản luôn. Các anh như vậy là còn đỡ đó. Tổ chúng tôi chuyên giải quyết tranh chấp gia đình, bọn họ cái này cũng nhúng tay vào. Cục trưởng ông nói tổ chúng tôi đang ở đó thuận lợi phát đánh bạc. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, bắt ngay lão đại của sòng bạc. Công lao may phục mấy ngày nay của tổ chúng tôi đều bị bọn họ cướp mất. Hai ngày trước có một tài xế lái xe hơi nhanh một chút, liền bị bọn họ tóm cổ gì. Cái này không phải là rõ ràng sao? Không coi chúng ta ra gì cả. Hôm đó có một cô gái tới báo án, nói là cổ bị chồng đánh. Cái tên đó, hai người lại đi dùng người chồng đó đánh cho một trận. Kết quả tiền thuốc men chữa trị vẫn là tiền quỹ của tổ chúng tôi ra. Cục trưởng, chúng tôi chỉ muốn nói, những người không chuyên nghiệp như họ, sớm nên bị đuổi đi rồi, phải đó. Nói ai không chuyên nghiệp hả? Nhắc Tào Tháo tới rồi kìa. Lão đại sòng bạc đó rõ ràng là vì sơ suất của các người mà chạy thoát, là chúng tôi đuổi theo bắt lại. Còn có bác tài lái xe nhanh kia nữa, là đâm vào người ta rồi bỏ chạy, mới bị chúng tôi bắt. Còn về người đàn ông đánh vợ kia, anh nói hắn có đáng đánh không? Đáng đánh. Bọn họ tới này sớm đã không theo quy tắc rồi, lại còn mạnh miệng nói lý. Các ông coi đi, các ông coi đi, cái này đâu phải là tác phong cảnh sát, trông giống lưu manh thì đúng hơn. Anh nói ai là lưu manh hả? Cô làm cái gì vậy? Cô là phận nữ nhi, sao lại thô lỗ như vậy? Bỏ ra. Làm gì mà dữ vậy? Làm cái gì? Làm cái gì? Bỏ tay ra cho ta. Hai người ồn ào thấy đủ chưa? Đi. Ba người các cậu có công phu ở đây mà mách lẻo tôi, chỉ bằng quay về suy nghĩ cho kỹ, làm thế nào nâng hiệu quả công việc. Ba người các cậu tất cả đều ra ngoài. Nhưng mà ra ngoài. Cục trưởng, ngày thì anh minh quá. Hai người các người cũng ra ngoài cho tôi. Về sau không phải là chuyện của các cậu thì các cậu đừng bao đồng nữa. Nhưng mà ra ngoài. Lâm Kỳ Lân, hai người bọn họ tính ra là người của cậu phải không? Dạ. Cậu thấy thế nào? Hai người bọn họ đúng là có quản nhiều chuyện bao đồng. Cứ thế này không phải là cách. Đuổi như lay động lòng người, cả tập thể sẽ có vấn đề mất. Hay là cho bọn họ nghỉ. Cục trưởng, bọn họ đã phá nhiều án cho cục cảnh sát. Này khu vực của ngài quá thái bình, thể diện của ngài nâng lên không ít. Tôi có một chủ ý này. Ông chủ, người tới rồi. Ta quả nhiên không nhìn lầm cậu. Đúng lúc hôm nay ông chủ Thẩm diễn một với anh quải soái. Ta nghĩ hai người là chỗ quen biết đó. Cũng đi coi đi. Thôi khỏi, tôi còn có chuyện, xin cáo từ trước. Nghe nói hai người đính hôn rồi. Lúc nào tổ chức đám cưới thế? Ngày tháng sau thôi. Vậy thì tốt quá. Chỗ tôi có một đôi ngọc Phật, coi như là tặng cho hai người món quà kết hôn. Nhận đi. Thế này không hay lắm. Qua nhận đi. Cục trưởng, ông quá khách khí rồi. Mau cảm ơn cục trưởng đi.
Có điều, cục chúng ta có quy định, chính là vợ chồng không được làm việc ở cùng một cục. Có điều tôi suy nghĩ cho hai người rồi, cục phía đông đang thiếu một chỗ, hai người bàn coi sao? Coi thử ai đi. Muốn chúng tôi tách ra sao? Quy định, hai người bàn bạc đi. Vậy em đi đi. Anh khó quen với chỗ mới, sao em phải đi? Khu đông đó xa nhà quá, dù gì em cũng không đi. Phải đi thì anh đi. Không phải, khu đông nhiều cảnh sát nữ, ở đây toàn một lũ đàn ông, lại còn Lâm Kỳ Lân, cả ngày dòm ngó tới em. Em ở lại đây anh không yên tâm? Ở đây thì có gì mà không yên tâm? Nói nghe nha Đàm tiên sinh, niềm tin của ngài với tôi chỉ có chút xíu vậy thôi sao? Các cậu đừng ồn ào nữa. Tôi thấy thế này đi, các cậu chia nhau ra làm một vụ, xử được ở lại, thế nào? Được. Ngươi nghĩ kỹ lại coi. Người kêu ngươi đi cướp phòng tranh có đặc điểm thế nào? Hắn hẹn tôi gặp ở giáo đường, chính là cái phòng thú tội tối thui. Tôi căn bản chưa nhìn thấy hắn mà bà chị. Bà chị? Dám gọi tôi là bà chị? Nói, người đưa tiền thuê ngươi trông thế nào? Tôi lúc nãy đã nói nhiều lần rồi, tôi không biết, tôi thật sự không biết, đừng đánh nữa. Bức mẫu đơn bị trộm lần này là báu vật của ông chủ chúng tôi. Cái anh nhất định phải tìm về đó. Anh coi, khó khăn lắm mới có một bức lọt vào mắt xanh của Tất tiên sinh. Ông chủ chúng tôi còn muốn tặng ổng, ai ngờ chỉ phút chốc. Coi chỗ này, ông nói Tất tiên sinh kia là ai? Tôi hỏi hay cô hỏi? Ông nói Tất tiên sinh kia là ai hả? Tất Dương Phi đó, nhà sưu tầm nổi tiếng Thượng Hải. Lần này khi thổ phỉ tới, hắn còn đang thưởng thức bức mẫu đơn. Tất Dương Phi. Đến miếng thịt cũng dành với anh. Chính là vì anh nên em càng không thể thua. Em phải cho anh biết, cái nhà này về ai làm chủ? Đúng rồi, em tìm người chọn ngày rồi. Mùng 1 tháng sau là ngày đẹp. Giáo đường em cũng đã đặt rồi. Tới lúc đó, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đó. Nhanh vậy sao? Gì đây? Anh hối hận rồi hả? Không phải. Anh thấy người Trung Quốc chúng ta kết hôn, sao phải tới giáo đường của người Tây chứ? Mặc váy cưới đi tắm đỏ là ước mơ của em. Tóm lại chuyện kết hôn, anh sẽ phải nghe theo em. Tôi bảo anh điều tra tình hình của Tất Dương Phi kia, có tin tức gì chứ? Tất Dương Phi này trở về từ Mỹ, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi đã trở thành nhà sưu tập lớn nổi tiếng nhất Thượng Hải. Còn về lai lịch gia thế của hắn thì nhiều tin đồn. Có người nói hắn là đào vàng từ Mỹ trở về. Cũng có người nói hắn phát tài nhờ sòng bạc. Còn có người nói trước kia hắn đã từng dựa vào phụ nữ mà phát tài. Sạch bạch đảng. Còn có tin tức gì khác không? Hắn hiện tại mở một công ty thương mại xuất nhập khẩu, làm ăn buôn bán rất lớn, trắng đen ăn tất. Có điều, hắn cô thân một mình nhiều năm đi lại rồi, vô cùng thần bí, không có người nhà, cũng không có bạn bè thân thích. Sao cô lại nghi ngờ hắn? Ông chủ phòng tranh nói rồi, hắn rất có hứng thú với bức tranh bị trộm mất. Hơn nữa, tôi đã hỏi người có mặt ngày hôm đó, không có ai nhớ được lúc bị cướp tấn công, Tất Dương Phi đang ở đâu. Tôi cảm thấy cái này không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Cô nói cũng có đạo lý. Đúng rồi, những cái này tuyệt đối không được nói cho Đàm Hổn. Yên tâm đi huynh đệ. Cảm ơn nhau huynh đệ. Đúng rồi,
Hôn lễ kiểu Tây phải chuẩn bị thế nào? Cậu và Thái Vi sắp kết hôn rồi. Mùng 1 tháng sau. Anh đừng đi chứ. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Tôi muốn được yên tĩnh một mình. Vị tiên sinh này, đây không phải là gian cá nhân. Anh không thể vào. Tôi là cảnh sát tới làm nhiệm vụ. Tất tiên sinh, vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Tôi tên là Đàm Hổ. Hôm triển lãm bị cướp, Tất tiên sinh chắc cũng ở hiện trường chứ? Đúng vậy. Bức mẫu đơn có phải anh trộm đi không? Hay là chúng ta đấu một ván trước? Anh mà thắng tôi sẽ nói cho anh. Sinh thắng đẹp lắm. Vì tiên sinh này, anh chắc không phải đến quy tắc của đấu kiếm cũng không biết chứ? Tôi nhất định sẽ điều tra được chân tướng. Cứ đợi rồi coi. Vì tiểu thư này, chúng ta quen biết sao? Anh không quen biết tôi. Có điều tôi lại nhận ra anh. Đương nhiên rồi. Cả Thượng Hải này chắc không có mấy người không biết Tất tiên sinh nổi tiếng lẫy lừng. Cô có quen biết vị cảnh sát kia à? Đúng. Một binh quan, một tặc nô. Anh đã từng nghe về mãnh hổ ngửi tường vi chưa? Có từng nghe qua. Tôi chính là tường vi của mãnh hổ ngửi tường vi. Cảnh sát đó đã theo tôi rất lâu rồi. Bởi vì không có chứng cứ nên không bắt được tôi. Đồng đảng của cô đâu? Đã chia đôi đường đôi ngã rồi. Vậy không biết Diệp tiểu thư hôm nay tới có việc gì? Muốn đấu với Tất tiên sinh một trận. Nếu tôi thắng được, anh phải đồng ý với tôi một chuyện. Được. Có phải anh nói với Diệp Thái Vi hành tung của Tất Dương Phi không? Không có. Còn giáo biện, Thái Vi đã tìm được cái tên họ Tất đó rồi. Vậy sao? Vậy cũng chẳng hề gì. Thái Vi thông minh hơn cậu, cô ấy sẽ biết chừng mực. Anh qua đây cho tôi. Mọi người đang nhìn đó. Qua đây. Cậu nhìn thấy chưa? Lâm Kỳ Lân này vẫn còn chưa dứt khoát với Diệp Thái Vi. Đánh nhau rồi. Lần này chúng ta có kịch hay để coi rồi. Anh qua đây cho tôi, qua đây. Mọi người đang nhìn đấy. Thái Vi rốt cuộc muốn làm gì? Cậu đi đánh rắn đồng cỏ, dụ rắn ra khỏi hang. Cậu muốn trà trộn vào địch, âm thầm mưu tính. Anh nói thế là có ý gì? Nói một cách đơn giản, chính là âm thầm hành động. Cô ấy dùng thân phận mãnh hổ ngửi tường vi, tiếp cận Tất Dương Phi, thăm dò tin tức, tìm kiếm chứng cứ. Có điều cậu yên tâm đi, tiền án của cậu đã được xóa, cổ không liên lụy tới cậu. Tôi chỉ sợ cổ có chuyện thôi. Tôi không phải là nói với cậu rồi sao? Cổ thông minh hơn cậu, sẽ không sao đâu.
Quân tử nói lý không động thủ. Cậu không thể vì tôi nói sự thật mà đánh tôi. Tôi nói cho anh nghe, Thái Vi nếu như có chuyện gì bất trắc, người đầu tiên tôi tìm là anh đó. Cái này thì có liên quan gì tới tôi? Cô thắng rồi, chỉ để kêu tôi đi cùng cô tới coi triển lãm sao? Tại sao nghe Tất tiên sinh nói giống như tôi bị thiệt vậy? Có thể được anh chỉ dạy vài điều, nói không chừng tôi có thể giàu sau một đêm. Hôm nay là ngày cuối của đợt triển lãm. Trước đây vì bận công việc mà chần chừ, vì vậy không thể tới coi được. Có điều cũng coi như là may mắn. Nghe nói hai ngày trước ở đây bị cướp. Bức sơn thủy đồ này thế nào? Ý cảnh tuy tốt, nhưng lại thiếu vài phần sinh khí. Nghe nói bức mẫu đơn bị trộm mất, kết cấu tinh tế, phong cách u nhã. Tuy là họa sĩ vô danh thời Tống, nhưng không gian tăng giá rất lớn. Tí là không có duyên gặp gỡ. Tôi biết bức tranh đó trong tay anh, có thể bán lại cho tôi được không? Cô không phải là cảnh sát đó chứ? Trên mặt tôi có viết tôi là cảnh sát à? Trên mặt cô cũng không có viết cô là mãnh hổ ngửi tường vi. Tất tiên sinh lâu rồi không gặp, gần đây rất bận phải không? Tôi tới công ty của anh rất nhiều lần nhưng không gặp được. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, có thể được gặp anh. Làm gì vậy? Em có biết bản thân mình đang làm gì không? Đương nhiên là biết. Nếu như thân phận cảnh sát của em bị bại lộ, sẽ rất nguy hiểm đấy, em biết không? Em cùng lắm chỉ là một cảnh sát ngoài biên chế. Vậy cũng là cảnh sát. Cảnh sát già trộm không đợi trời chung. Anh đừng có quên, chúng ta trước khi làm cảnh sát. Sao em lại... sao em lại không nghe người khác nói gì? Làm sao vậy? Không sao hết. Ông cứ làm việc của mình đi. Thật trùng hợp, tôi đang định tìm anh có việc. Đi thôi. Ai vậy? Một tên cảnh sát. Sao bất cẩn như vậy? Đi. Chuyện gì vậy? Chảy máu rồi. Mau coi còn thở không?
Sao cậu lại đánh người vậy? Cậu hình như lâu lắm rồi không tới thăm con. Trước đây có một chút việc bận. Sao vậy? Đến lý do cũng không kiếm được cái nào mới mẻ hơn sao? Chú sẽ nói thật vậy. Bức họa này thế nào? Xử lý màu sắc không tồi. Kết cấu cũng rất tốt. Thật là khó lắm. Chú mới khen con đó. Xem ra tâm trạng không tồi. Gần đây có chuyện gì vui sao? Tìm được người thay thế lão Hồ rồi. Yên tâm, con sẽ không sao đâu. Thiệt sao? Con còn tưởng chú có người mới thì quên con chứ. Nói bậy. Con là quan trọng nhất đối với chú rồi. Màu này con phối đậm quá rồi. Tiên sinh, mua bao thuốc không? Tránh ra, tránh ra. Mua bao thuốc đi ạ. Hôm đó ở triển lãm, anh không chào hỏi một câu mà đã đi. Hôm nay là mời xem kịch để dỗ dành tôi. Người biểu diễn hôm nay là đao mã đáng nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, Thẩm Dung. Một vé coi một quế anh quả sáu của cô ấy rất khó kiếm. Hơn nữa, đây là vị trí tốt nhất buổi biểu diễn. Tôi là hoàn toàn quá thành tâm thành ý, xin lỗi Diệp tiểu thư. Đúng rồi, từng coi kịch chưa? Trước kia từng đi với ba. Về sau khi ba tôi mất, tôi không đi coi nữa. Anh bạn, cho tôi bao thuốc. Không muốn làm ăn nữa hả? Nhìn cái gì? Hình như hôm nay có rất nhiều quan gia khách quý. Để tôi coi có gì đáng trộm không. Cô tính trộm cái gì thiệt hả? Để tránh anh coi tôi là cảnh sát. Được. Nếu cô nói cô làm mãnh hổ ngửi tường vi, vậy tôi ra đề khó cho cô. Lát nữa sau khi kết thúc một buổi biểu diễn, cô sẽ đi trộm cho tôi bộ y phục của một quý anh. Cái gì? Bây giờ là 8 giờ. Tôi sẽ đợi cô bên ngoài 20 phút. Không hơn một phút, không kém một phút. Nếu cô có thể kịp thời trộm đồ ra được, tôi sẽ rời đi. Thế nào? Cược không? Xin ký tên, xin ký tên. Đừng có đẩy tôi. Đừng đẩy tôi. Đừng đẩy tôi. Hôm nay không ký tên nữa. Các vị nghe tôi nói, thật xin lỗi. Ông chủ nhà chúng tôi còn phải về phòng quá trang lại. Mong các vị đợi sau khi buổi biểu diễn kết thúc lại tới ký tên. Xin lỗi, hôm nay không ký tên nữa. Tôi không phải tới để xin chữ ký. Ông chủ Thẩm, phải ra sân khấu rồi. Ông chủ Thẩm, ông chủ Thẩm, tới đây, tới đây. Lấy quần áo của tôi làm gì? Tôi mượn dùng rồi trả lại, cảm ơn. Ông chủ Thẩm, chuyện gì thế? Đây là, tôi không biết. Cửa này bị khóa nãy giờ. Ông chủ Thẩm, ông chủ Thẩm.
Mau bắt cô ta lại, mau đuổi theo, đứng lại. Mau bắt cô ta lại, mau đuổi theo. Đứng lại cho tôi, đứng lại, không được chạy, không được chạy, đứng lại. Anh cười như thế cả đoạn đường rồi, có gì đáng cười đâu. Tôi chỉ là không thể ngờ cô có thể dùng cách này để hành động. Nhưng dù nói thế nào, tôi thành công rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Mời vua công thần. Đang tìm cái này hả? Bảo sao anh kêu tôi đi trộm cá bộ, quả nhiên là không có cái gì là thừa, thì ra là có chứa huyền cơ. Vì chúng ta cá cược còn tính không? Xin lỗi ông chủ Thẩm, cách bạn tôi lấy đồ không được lịch sự cho lắm, để cô thất kinh rồi. Không mất là tốt. Dứt giả cho cô chạy một chuyến. Cô ta là ai vậy? Cô không cần phải biết. Cô về trước đi. Được. Thì ra là Hồng Nhan tri kỷ. Cũng không hẳn. Cổ giúp tôi lấy được đồ của tôi muốn, tôi thay cổ trả nợ bạc. Ai cũng có lợi mà thôi. Chuyện về sau có thể tính cho tôi một phần. Được thôi. Đúng rồi. Nếu như cô đồng ý, tối nay có thể ở lại đây. Căn phòng này đúng là rất tốt. Có điều... Cô yên tâm, tôi không ở đây. Anh muốn đi đâu? Vậy ý của cô là mong tôi ở lại? Tất tiên sinh đi cẩn thận, không tiễn. Thái vi đồ. Bức họa này và bức bị mất lần trước ở triển lãm đều là thời Tống. Nói không hề khoa trương, giá của nó trên trời. Tôi vô cùng hứng thú. Vậy sao? Cô thấy hứng thú?
Anh tốn công nghĩ cách để Tẩm Dung lấy được bản đồ. Không phải là vì nó chứ. Toàn bộ tranh của triển lãm cộng lại cũng không đáng tiền bằng bức tranh này. Cô nói có đáng không? Vong hồn đeo bám. Cái gì? Tôi đi đánh lạc hướng hắn. Cảnh sát Đàm, dám hỏi anh có chuyện gì? Không có gì. Không có chuyện gì không thể tới sao? Nếu như anh còn muốn bắt tôi thì phải mau chóng tìm ra chứng cứ. Không khí ở chỗ này hình như không thích hợp với anh. Có thể giúp anh cầm chân hắn một tiếng. Cảnh sát Đàm, làm đàn ông quan trọng nhất là phải có phong độ, mang trong mình đạo quân tử. Phá được vụ án này anh sẽ rời cục cảnh sát. Như vậy đã được chưa? Cảnh sát Đàm, đi thẳng, rẽ trái, cửa ở bên đó. Không tiện. Tôi đi vệ sinh đây. Nhớ tìm chứng cứ đó. Thế nào? Anh ta không làm khó em chứ? Anh ta làm gì được tôi? Anh ấy nếu như có chứng cứ thì đã sớm bắt được tôi rồi. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Đợi một chút. Chúng ta đi ăn cơm đi. Sau đó đi coi phim. Hôm nay chắc là không được rồi. Tôi còn có chút chuyện. Để tôi đưa cô về trước. Đợi chút. Đây là đâu? Nhà Tất Dân Phi. Tới đây làm gì? Tất Dân Phi bây giờ đã ở phòng tranh. Chúng ta có thể nhân cơ hội này lục soát nhà của hắn một lượt. Cậu điên rồi à? Chúng ta làm gì có lệnh lục soát? Vì vậy mới phải bí mật tới. Thế này thì vi phạm quy định đó, sẽ bị tổ chức phạt. Nếu như anh sợ thì quay về đi. Tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn Thái Vi nhảy vào biển lửa. Bây giờ phải nhanh chóng giải quyết Tất Dân Phi. Vậy chúng ta đi vào thế nào? Cậu có chìa khóa không? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi quên mất trước kia cậu đã từng làm nghề gì. Cái này có được coi là đột nhập tư gia không? Cậu chắc chắn có thể tìm thấy chứng cứ chứ? Anh bớt bớt cái miệng đi. Bức tranh này là tác phẩm của Lý Đường thời Nam Tống, mô tả hai người bác di túc tề cuối thời Ân, không ăn không uống gì mà tạo thành. Hai vị huynh đệ ngồi trên sườn đồi, trong cơn đói khát mà khí định thần nhàn. Tác phẩm dùng chuyện xưa châm biếm những kẻ ham hư dinh phú quý. Trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, nay Trung Quốc thù trong giặc ngoài, chiến tranh liên miên, là lúc cần tiết kiệm tránh lãng phí. Không ngờ cô lại hiểu về Thái Vi đồ như vậy. Còn nữa không? Rốt cuộc cậu có được không đó? Thế này mà làm ảnh hưởng gửi từng vi. Cậu mất thời gian quá đấy. Cậu gần đây làm sao vậy? Sao mà quả khí dường thế chứ? Có phải là vì Thái Vi với tình Tất Dân Phi kia đi lại quá thân thiết không? Lưu manh. Cậu biết cái gì? Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật lưu manh. Tôi đi lên coi thử. Trên này là giả. Tại sao lại nói gì? Cảm giác. Thì ra là Tất tiên sinh. Thất kính, bức Thái Vi đồ này đúng là đồ phỏng. Có điều, đồ thiệt cũng ở trong phòng tranh của chúng tôi. Bởi vì quá quý giá, nên không tiện mang ra trưng bày.
Xin lỗi. Còn mắt không tồi. Có điều hôm nay cô có vẻ lợi hại. Hay. Vừa nãy những kiến giải của vị tiểu thư này khiến cho Kim Mổ thực sự bái phục. Kim tiên sinh, ông cũng tới thưởng tranh. Không biết danh tính của tiểu thư. Tôi tên, xin lỗi Kim tiên sinh, chúng tôi còn có chuyện, xin cáo từ trước. Tất tiên sinh, chúng tôi tìm được bức tranh bị đánh mất ở nhà anh. Anh bị bắt. Bức tranh này là giả. Giả? Ông nói cái gì? Nhìn nét bút thì không phải là dịch thời Tống. Chắc chắn là được vẽ lại vài năm gần đây. Người đang làm. Trời đang nhìn. Chuyện này là không thể nào. Có gì mà không thể? Ai kêu anh nóng lòng lập công? Anh nghĩ Tất Dân Phi ngu chứ? Hắn ta dám treo bức tranh anh trộm ở trong nhà mình. Bức tranh này rõ ràng là hoàn toàn giống hệt như bức tranh bị trộm hôm đó. Anh không biết trên đời này có một thứ gọi là đồ giả à? Uổng cho anh là một mảnh hổ ngửi từng phi. Được rồi, được rồi. Mọi người đang nhìn đó. Hai người bớt nói về câu. Nào, Thái Vi. Tôi đã dặn dò mọi người trước rồi. Bọn họ sẽ giả như không quen biết cô. Cảm ơn. Vậy Tất Dương Phi lúc nào có thể đi? Giờ tôi sẽ đưa hắn ra ngoài. Tất tiên sinh, xin lỗi. Chuyện hôm nay là do chúng tôi sai sót. Anh có thể đi rồi. Tôi có lời muốn nói riêng với anh ta. Đàm Hổ, anh ra ngoài trước đi. Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Cảnh sát Đàm, anh tới đích thân mở còng tay cho tôi à? Bức tranh đó rốt cuộc ở đâu? Cảnh sát Đàm, sự nhẫn nại của con người là có hạn. Rốt cuộc anh có nói không? Tôi đã cảnh cáo anh, tốt nhất anh tránh xa Diệp Thái Phi một chút. Cảnh sát Đàm thật quan tâm tới Diệp tiểu thư quá. Dừng tay. Anh không sao chứ? Không sao, đi thôi. Tôi mới có sao. Cảnh sát Đàm này gần đây theo dõi ghê quá. Cô ở lại đây tạm đi, chỗ này tương đối an toàn. Sáng sớm ngày mai tôi đưa cô đi một nơi. Muốn lấy được Thái Vi đồ, cô phải trải qua huấn luyện. Huấn luyện? Huấn luyện gì chứ? Ngày mai cô sẽ biết thôi. Đi thôi.
Muộn thế này mới về sao? Thời gian tôi cho cậu không còn nhiều nữa. Cậu lại rảnh rỗi đi ra ngoài tìm các cô gái, nói chuyện yêu đương. Cô nương đó là mấu chốt lần hành động này có thành công được hay không? Tức Dân Phi hành động đơn độc, nay lại cần trợ thủ sao? Tóm lại, cậu phải tranh thủ thời gian, nếu không tôi không dám đảm bảo lần sau Mạng Nhân có thể thuận lợi thay máu. Tôi thấy Thái Vi sắp bị tên họ Tất kia cắp đi rồi. Anh còn bình tĩnh như thế. Tới rồi. Anh có thể nhanh hơn không? Rùa bò còn nhanh hơn anh. Việc lái xe này an toàn hàng đầu, rủi ro đâm vào người thì sao? Cứ yên tâm không mất dấu được. Anh lẹ lên. Đây là đâu vậy? Dùng đất bí mật của tôi. Tôi kêu anh lẹ lên, lẹ lên. Coi đi, giờ mất tiêu dấu xe luôn rồi. Yên tâm đi, trên núi chỉ có một con đường này, chắc chắn đuổi theo kịp. Sao vậy? Hình như hỏng rồi. Không sao, tôi đi coi thử, tôi biết sửa xe. Cậu làm gì vậy? Anh cứ từ từ sửa, tôi lên trước coi sao. Đồ ở đây đều là bả bối đó. Sao anh không có một thiết bị bảo vệ nào? Ở đây là bố trí kín những ám khí cô không thấy được. Cẩn thận chút, đừng có sờ máu lung tung. Đứng im. Đừng đụng vô cái bình đó, cũng là cơ quan đó. Một khi đụng vô, sẽ có một mưa tên bắn ra. Tôi không muốn biến thành cái bia với cô. Xem ra dùng đất bí mật của anh chứ không ít bí mật đó. Chỗ này có thể nói là nhà của tôi. Hơn nữa cô là người ngoài đầu tiên tôi dẫn tới. Vậy tôi có phải rất vinh hạnh không? Coi, đây là bản đồ của phòng tranh. Mỗi ngày sau khi đóng cửa, bọn họ sẽ đem bức tranh quý giá nhất đặt ở phòng này. Ở đây chắc là rất dễ vào. Cơ quan ở đây phức tạp hơn những gì cô tưởng tượng nhiều. Mỗi đêm phòng tranh sẽ có 4 bảo an, ai cũng là cao thủ công phu. Một khi đụng vào cơ quan đánh động họ thì chúng ta gặp rắc rối to rồi. Cơ quan gì vậy? Căn phòng đó không có đèn. Nếu chúng ta hành động vào ban đêm, nhất định phải hành động trong bóng tối. Cô chỉ có thời gian một tuần hương. Nhớ rõ mọi đường dây bố trí. Sau đó xuyên qua những sợi dây chuông, lấy bức tranh. Tôi muốn đi qua cơ quan này, cơ thể phải vô cùng dẻo dai. Nhưng lưng của tôi từng bị thương. Vì vậy bây giờ chỉ có thể dựa vào cô để hoàn thành nhiệm vụ này. Anh nghĩ tôi có thể làm được sao? Tôi tin cô nhất định sẽ làm được.
Tôi không ổn rồi, không giữ được nữa. Ráng thêm một chút nữa, cô có thể làm được. Tôi không giữ được nữa đâu. Nào. Sao thế? Tôi đói rồi. Chỉ còn một món nữa là có thể dùng bữa rồi. Được. Đủ món rồi, bắt đầu ăn thôi. Vị của canh này không tồi. Không ngờ cô biết nấu ăn. Đương nhiên rồi, tôi là dùng tiêu chuẩn giao đường sảnh đường xuống được bếp ăn. Yêu cầu bản thân. Cô cũng thử đi. Cảm ơn. Chuyện gì vậy? Một người bạn tới thăm. Vào đây đi. Đừng nấp ở ngoài kia mãi thế. Cảnh sát Đàm. Diệp tiểu thư làm cả mâm cơm. Hai chúng tôi nhất định ăn cùng hết. Cùng ăn đi. Có phải lúc nãy anh đã cho thuốc vào canh không? Anh nói cái này sao? Đây là lọ điều gì? Thái gì nếu như cô không tin? Tôi uống cho cô coi. Không cần, không cần. Cảnh sát Đàm này hay là ăn một bát? Cùng dùng bữa đi. Anh ở bên ngoài nửa ngày rồi, chắc chắn cũng mệt rồi. Được thôi. Sao vậy? Canh này vị không tồi. Hai vị có thể giải thích một chút quan hệ của hai người không? Có phải anh luôn hiếu kỳ mãnh hổ của mãnh hổ Tường Vi đi đâu rồi không? Chính là anh ta. Mãnh hổ, Đàm hổ, tặc, đi làm binh. Thật hiếm có. Không phải sao? Là một kẻ trộm thì tự do tự tại. Ảnh lại thức tỉnh lương tâm, chạy đi làm cảnh sát. Anh nói có nực cười không? Chúng ta không thể làm ăn trộm cả đời được. Bây giờ cô quay đầu là bờ còn kịp đó. Đi theo tôi. Anh bỏ ra. Tôi không thế này mãi được. Cả bộ dạng ra lệnh của anh. Tôi không muốn bị anh khống chế. Xin lỗi. Tôi chịu đủ rồi. Cảnh sát Đàm hay là uống thêm một chút? Xin lỗi. Thực ra tôi muốn nói từ đầu với anh. Chỉ là không biết mở miệng thế nào. Bây giờ ảnh là cảnh sát. Lại biết tôi là ai. Không cẩn thận là ảnh sẽ bắt tôi vào tù. Anh ta không bắt cô đâu. Bởi vì anh ta thích cô. Sao cậu lại xuống rồi? Không tìm thấy sao? Cứ như vậy mà đi à? Thái Phi làm thế nào? Cổ tốt lắm. Uống ít thôi. Hắn có tiền. Hắn nho nhã. Hắn ga lăng. Còn tôi? Tôi nghèo. Tôi thô lỗ. Tôi dung tục. Tôi đến ký ức của bản thân tôi cũng không lấy lại được.
Tôi cho rằng tôi làm cảnh sát thì có thể kiếm thêm manh mối. Cuối cùng thì sao? Manh mối tôi không tìm được. Tôi còn đánh mất cả bản thân. Tôi còn đánh mất cả vợ mình nữa. Cậu phân tích thiệt là chính xác. Có điều cậu cũng không tới nỗi kém như vậy. Đừng có rễ bản thân. Vậy anh nói coi, thử kể ưu điểm của tôi coi. Cái này thì cậu trượng nghĩa. Đúng, trượng nghĩa. Anh thì biết khen ngợi. Tôi đang nói sự thật mà. Anh nói Thái Vi có phải không cần tôi nữa rồi không? Không đâu. Cậu coi, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió. Còn có người ưu tú như tôi ở bên cạnh rình rập. Thái Vi chưa bao giờ thay lòng. Cổ không phải là loại người đó. Cổ bây giờ chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ. Tôi nói anh nghe, anh ở bên cạnh cổ, tôi không hề lo lắng. Nhưng bây giờ người đó là Tất Dân Phi. Tôi làm sao để cậu không lo lắng nữa? Đàm Hổ. Đàm Hổ. Đàm Hổ. Đàm Hổ. Đàm Hổ. Tỉnh lại đi. Tôi điều tra được manh mối rồi. Manh mối gì? Tôi phát hiện Tất Dân Phi luôn bỏ tiền nuôi một cô gái ở viện điều dưỡng. Cô gái nào? Cái này khó quá. Hay là thôi đi, chúng ta đi trộm thứ khác. Mới thế mà đã từ bỏ sao? Vì vậy cả đời cô sẽ cam tâm làm một kẻ trộm tầm thường. Tinh thần mạo hiểm của cô đâu? Làm lại. Cô và Tất Dân Phi có quan hệ gì? Chúng tôi là cảnh sát. Cô là Châu Mạn Nhân sao? Cô có biết Tất Dân Phi không? Dân Phi làm sao? Chúng tôi biết Tất Dân Phi ăn trộm danh quạ. Chỉ là không có chứng cứ bắt hắn. Cô là người bên cạnh hắn, chắc chắn có tin tức mà chúng tôi không biết. Dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ giúp các anh? Hắn ta đã theo người phụ nữ khác rồi. Lẽ nào cô không tức giận sao? Cô nói gì đi. Cô làm sao vậy? Châu tiểu thư. Châu tiểu thư. Châu tiểu thư, cô làm sao vậy? Chứng bài quyết. May mắn là đưa về bệnh viện kịp thời. Không có gì đáng ngại. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa Mạn Nhân ra cho tôi. Đi. Thank you.
Tôi thành công rồi. Tôi thành công rồi. Nhìn thấy rồi. Chị Thẩm Dung, lâu quá rồi chị không tới thăm em. Em gái, chị xin lỗi. Hỏng rồi. Đam hổ. Tất Dương Phi, Đàm Hổ, tình nhát gan này, Đàm Hổ, lão rùa rụt cổ, có gan thì ra đây cho ta. Tất Dương Phi, Đàm Hổ. Chân tôi có dao. Chân này, tìm rồi. Đi mau, đừng quản tôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Đi đi. Đàm Hổ, bỏ tôi ra. Bây giờ tôi tới bắt anh vì tội mua sát cảnh sát không thành. Cảnh sát Đàm, tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh đừng có giả bộ với tôi. Nếu anh không có chứng cứ chính xác, phiền anh ra ngoài. Đi thôi, chúng ta không có chứng cứ. Rốt cuộc anh đứng về phe nào? Cũng có thể không phải là hắn ta làm. Anh muốn giết Đàm Hổ sao? Cô cho rằng tôi là người như vậy? Tôi không biết, nhưng nếu anh muốn giết Đàm Hổ thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Phải, binh làm sao bỏ qua tặc được. Đúng, tôi và Đàm Hổ đều là cảnh sát. Diệp Thái Phi, tôi nói cô nghe, tôi căn bản chưa từng quan tâm cô có phải là cảnh sát hay không. Tất tiên sinh có điện thoại tìm ngay. Xin lỗi. Tôi có chút chuyện, ra ngoài một chuyến. Bye.
Cậu giấu mạng nhân kỹ thiệt đó. Nếu như không phải ông chủ Thẩm, tôi e rằng không có duyên nhìn thấy bảo bối này nữa. Mạng nhân đang ở đâu? Tôi đã thu xếp đưa nó đi thay máu rồi. Giết đầm hổ cũng là ông sắp xếp. Tôi đã thay cậu diệt cỏ tận gốc, không cần phiền như vậy. Lẽ nào cậu không muốn cảm ơn tôi? Tôi không có kêu ông đi giết người. Người xưa nói đúng lắm, làm chuyện lớn thì đừng để ý tiểu tiết. Đúng rồi, nếu như tôi nhớ không nhầm, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Ngày mai mà không lấy được Thái Vi Đồ tới gặp tôi, mạng nhân, e là cậu mãi mãi sẽ không được gặp lại được. Mạng nhân trong tay bọn chúng, tôi không có lựa chọn. Mạng nhân là cháu gái của tôi, là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Anh hai tôi trước khi mất có gửi gắm nó lại cho tôi. Vì vậy tôi không thể để nó chịu thiệt thôi. Mạng nhân mắc phải căn bệnh lạ, một loại bệnh chỉ có thể thay máu mới có thể sống tiếp. Nhưng nhóm máu của nó vô cùng đặc thù, tôi căn bản không tìm ra nguồn máu phù hợp. Còn người bắt nó là có quan hệ rộng, trong tay có nguồn máu, vì vậy ép tôi phải đi thay hắn trộm tranh. Người muốn giết đàm hổ không phải tôi, cô phải tin tôi. Tôi thừa nhận Thái Vi Đồ dựa vào sức một mình tôi rất khó lấy được. Vì vậy tôi mong cô có thể giúp. Người uy hiếp anh rốt cuộc là ai? Chúng ta có thể cùng đi đối phó hắn. Các cô căn bản không thể đối phó được hắn. Cho dù các cô bắt được hắn, tới lúc đó mạng nhân, tôi không thể lấy mạng nó ra đánh cược. Tôi nghe nói nước ngoài bây giờ có một loại thuốc có thể chữa được bệnh của cô bé. Sau khi xong chuyện, chúng ta cũng rời khỏi nơi này. Sao em lại tới đây? Em đã nói thẳng với anh ta rồi. Hơn nữa, anh ta cũng biết thân phận của em. Anh ta nói không để ý, còn muốn đưa em rời khỏi chỗ này. Em sẽ đi theo hắn ta chứ? Cũng đúng. Là một người đàn ông, anh ta thành công hơn anh. Là một tên ăn trộm, anh ta lợi hại hơn anh. Nếu như em thật sự muốn đi, anh sẽ buông tay. Anh đối với em, đối với bản thân chỉ có một chút tin tưởng vậy thôi sao? Tất nhiên vì ăn trộm tranh là có nỗi khổ riêng. Em giờ bắt đầu biện hộ cho hắn rồi. Tối mai em sẽ theo anh ta đi trộm Thái Vi Đồ. Tôi còn tưởng cô không tới. Chúng ta không có thời gian đâu, mau hành động đi.
Thái Vi, không phải tôi. Đàm Hổn. Tôi giữ chân họ. Em anh tranh đi trước. Nhất định phải cứu được nạn nhân ra. Muốn đi thì cùng đi. Mau, đi theo tôi. Anh cảm thấy bây giờ tôi có thể tin anh sao? Những cảnh sát đó không phải là tôi báo. Em phải tin tôi. Đi. Ai kêu mấy người nổ súng hả? Chưa có lệnh không được nổ súng. Đứng lại, để bức tranh lại. Người muốn cướp bức tranh không phải là Tất Dương Phi. Đàm Hổ, mau lên xe. Cán người không được mang tranh đi. Qua nửa tiếng nữa tới tìm chúng tôi. Người ngồi trong xe kia chính là người bắt cóc cháu gái của anh hả? Anh chắc chắn không bị chuyện chứ? Tôi sẽ đi cùng với anh. Đây là chuyện của tôi. Nếu như tôi xảy ra chuyện, hai người mau đi đi. Tranh ông cần ở đây. Thả nạn nhân ra. Đàm Hổ, làm gì vậy? Tôi thật nghĩ không thông. Cao thủ giống như cậu, sao lại rửa tay gác kiếm? Rốt cuộc là mình đã nghe qua âm thanh này ở đâu? Bởi vì tôi không muốn sống những ngày lo sợ nữa. Thả người. Mau, mọi người đi đi. Giết hắn. Mau lên xe. Đuổi theo. Lên. Đuổi theo cho ta. Hey!
bọn chúng đâu. Ở phía trước, đuổi theo. Ngay phía trước rồi, anh có thể nhanh hơn được không? Nhanh nữa đi. Phế vật. Xe đâu? Không biết. Lúc nãy còn ở phía trước mà. Dọn sạch chiếc xe phía sau cho ta. Có điều, dù có hối hận, cho em thêm một cơ hội, em vẫn sẽ chọn ở lại. Thế mà cũng hối hận hả? Em hối hận như vậy đó. Tại sao chú không nói cho Diệp Thái Vi thân phận thật sự của Kim tiên sinh? Nếu cổ đã chọn ở lại thì sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Tên họ Kim ra tay tàn độc, chú sợ nếu như nói ra cổ sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra chú thật sự thích cổ. Hai người nghĩ kỹ chưa? Đều muốn đi cả sao? Cục trưởng, nhớ tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Sao anh lại tới? Đúng lúc đi ngang qua, tiện coi thử cô chuẩn bị thế nào rồi. Thật không ngờ cô và Đàm Hổ đều từ chức. Hai chúng tôi ấy à, vẫn chịu an phận mở một nhà hàng tiệc tốt. Có điều, khi anh phá án nếu cần giúp, chắc chắn nghĩa bất dung từ. Thực ra, lần này tôi tới còn có một chuyện. Chuyện gì? Ý của tôi là, tôi thấy là nếu như cô hối hận. Ý của tôi là cô... Đúng rồi, Đàm Hổ vẫn chưa có phù rể. Chi bằng anh làm phù rể đi. Cứ như vậy đi. Đừng đánh nữa. Tôi nói, không thể nói. Sư phụ, sao ảnh vẫn chưa tới vậy?
Có thể là có chuyện gì cơ chứ? Ảnh đâu? Tìm khắp nơi rồi, vẫn chưa thấy tung tích. Sao lại không có chứ? Mọi người đừng đi, đợi thêm lát nữa, ảnh nhất định sẽ tới mà.